Đứng ở bên cạnh hắn, Tiền Lỗi lập tức lộ ra một bộ nành ác dáng vẻ, khí tức bừng bừng phấn chấn, toát ra mấy phần khát máu huyết mạch gợn sóng, trấn nhiếp những người tuổi trẻ này cuối cùng là không dám mở miệng. Lưu Phong ở bên cạnh nín thở rồi nói: "Tú Tú Phan, năm đám người kia biến thành đê mê muội rồi." Đi qua Lưu Phong nói rõ lý do, La Minh Phúc mới hiểu được, chiếc chiến hạm này bên trên hết thảy còn hơn 70 người, đều là một đám các xí nghiệp lớn, thậm chí là còn có chính trị gia phú nhị đại. Tại liên bang bên trong cũng xem như số 1. Bọn hắn có một cái tổ chức của mình, gọi là tinh thần hội, mỗi người đều cho mình nổi lên trên cái mẫu mẫu tinh thần tên hiệu, mà chúng đỡ ứng phong hào đấu lại ý tứ. Đương nhiên tại trong bọn họ tự nhiên là không thể nào có phong hào đấu là tồn tại. Bạch Tú Tú cùng với Lưu Phong sau khi tiến vào, đương nhiên là sẽ không lưu thủ, gặp người liền giết. Bạch Tú Tú cho thấy cường hãn lực lượng khiến cho cái này thanh niên ở trong lúc nhất thời hoảng sợ, đồng thời là cũng rất đỗi là hưng phấn. Bọn hắn như trước không có đem đấu la thế giới xem như là chiến trường diễn luyện, mà là xem như là một cái loại cực lớn trò chơi đối đãi. Gặp được cường giả như vậy, lại là xinh đẹp như vậy, trong lúc nhất thời tâm tính liền xuất hiện ra biến hóa. Nhất là thấy Bạch Tú Tú nhưng bên người mười mấy người thân thể đồng thời hòa tan thời điểm, lập tức liền triệt để phục, không chút do dự liền đầu hàng. Cho nên nói, trận này nội bộ xâm lần chiến đấu căn bản cũng không có gặp được cái gì quá nhiều chống cự. Tinh thần hội bọn sao hòa này, từng cái còn nói lấy muốn bái Bạch Tú Tú vì sư loại hình mấy sáng, nếu như không phải chiến hạm điều khiển vẫn là cần đầy đủ nhân thủ tới. Bạch Tú Tú sớm vừa rồi muốn đem bọn hắn giết chết ra ngoài. Nghe Lưu Phong nói rõ lý do, La Minh Vũ cũng không nhịn được có một chút bất đắc dĩ. Thế giới giả tưởng chung quy là thế giới giả tưởng, cái này nếu như là thế giới thật, đồng bạn của các ngươi đều đã là người chết, các ngươi còn có thể nhẹ nhàng như vậy sao? Cái này là thế giới giả tưởng cũng chân thực chiến tranh khác biệt lớn nhất, tại đây ở bên trong sẽ không thật sự chết đi, cái này nhường tâm lý của mỗi người ý tứ không giống nhau. Mà La Minh Vũ bọn hắn là đi qua đấu thiên giả nhiệm vụ chân chính tôi luyện, cho nên ở trong lòng bọn họ, trong lòng là có đoán lấy lần này hành động xem như là đúng nghĩa chiến tranh đến đối đãi, nơi nào sẽ có những người trẻ tuổi này dễ dàng cảm giác. Đám người tuổi trẻ này bên trong có một nữ tử đi xa, tuổi cô nàng ở trong chúng nhân là tương đối lớn, trên dưới nhìn La Minh Vũ vài lần, cười híp mắt rồi nói: "Tiểu Sói Ca, đừng nói chuyện như vậy ông cụ non, ngươi thoạt nhìn cũng không nhiều cho lắm, lấy bị các người bắt muốn đánh muốn giết tùy các người, ta gọi là Lam Cung Linh, tên hiệu là Thiên Cung Tinh Thần." Nam Cung Linh tướng mạo cũng xem như thượng đẳng, mà lại có một loại bình thường thiếu nữ không có khí chất quý tộc, nhưng cũng không là loại kia cao cao tại thượng cảm giác, trên mặt thủy chung treo cười, nhìn xem La Minh Vũ ánh mắt rõ ràng là có một bộ cảm giác thấy rất là hứng thú dáng vẻ. La Minh Vũ nói: "Ngươi là nơi này thủ lĩnh sao?" Nam Cung Linh nói: "Xem như vậy đi, chúng ta ban đầu hạm trưởng đã bị vị tiểu thư xinh đẹp này giết chết, ta hiện tại coi như là thủ lĩnh đi." La Minh Vũ nói: "Được rồi, chúng ta cũng không giết các người, tin tưởng chiếc phi thuyền này đối với các người cũng là hết sức có ý nghĩa, tiếp xuống ta cần muốn các người là phối hợp với chúng ta hành động, nếu như làm tốt giờ đi hỗn loạn tinh vực thời điểm đó, chiếc chiến hạm này cũng có thể trả lại các người. Các người không muốn chiến hạm của chúng ta?" Nam Cung Linh lúc này sững sờ. Chương chiến hạm này bọn hắn có thể là hao tổn tương đối lớn đại giới mới tích lũy ra tới. Đấu la thế giới nội bộ đấu la tệ rất khó dùng ở trong hiện thực, đồng liên bang mua sắm. Trên lý luận là có thể hồi đoái, nhưng mà phải có người chịu hồi đoái mới được. Đấu la thế giới sớm liền đã trở thành người liên bang dân bình thường trọng yếu nhất hữu danh là giải trí. Ai chịu đổ đây? Cho nên, chợ đèn bên trong đấu la tệ hồi đoái giá trị là phi thường cao. Bọn hắn mặc dù là một đám phú nhị đại, nhưng muốn nói là tích lũy ra trước chiến hạm này vẫn là hao tổn khá xa xỉ đại giới. Vốn là cho rằng bọn họ làm ra như thế một chiếc không thể phá vỡ chiến hạm, cho dù là hỗn loạn tinh vực cũng cần phải có thể quét ngang. Càng là thỉnh sao chiến thuật đại sư, chế định ra như thế một cái ôm cây đợi thỏ chiến thuật. Ai có thể nghĩ, con không có đạt được bao nhiêu thu hoạch đây, liên gặp Bạch Tú Tú thất bại ở trong giang tấc. Theo bọn hắn nghĩ, chiến hạm bị đối phương bắt làm tù binh, khẳng định là không trả lại, đau lòng đó là khẳng định, vừa mới bọn hắn tự mình liền thảo luận qua, tại trong hiện thực có phải hay không là có thể trực tiếp cho đối phương đồng liên bang nắm chiến hạm chuộc về. Lại không nghĩ rằng, La Minh Vũ chẳng qua là vừa mở miệng, liền nói không muốn bọn hắn chiếc chiến hạm này, điều này có thể không cho dám này, phú nhị đại hưng phấn không hiểu sao, có thể là giữ đường chiến hạm lục trương giết chút người là tính là gì. Tiểu Sói Ca, ngươi có hay không là cái khác đặc thù yêu cầu?
Nam Cung Linh cười hì hì mà hướng về La Miên Vũ hỏi. Chỉ có một cái, phục tùng mệnh lệnh nghe chỉ huy, chờ một chút các người muốn hoàn toàn phục tùng mệnh lệnh của chúng ta, đồng thời chấp hành mệnh lệnh của ta, có thể làm được, đồng thời đi đến chúng ta hôm nay tới đây mục đích tác chiến, chiến hạm trả lại cho các người. Đối với chiếc chiến hạm này, La Miên Vũ thật sự chính là chướng mắt. Hắn dĩ nhiên nhìn xa, chiếc này chiến hạm là hao tổn khá là xa xỉ đại giới, nhưng này lại không phải là bọn hắn yêu thích loại hình. Cái này xác rửa đen một dạng chiến hạm lực lượng phòng ngự, năng lực dự trữ đều hết sức kinh người. Có thể là tốc độ quá chậm cũng quá kịch cậm. Một khi gặp được cường địch, bọn hắn căn bản là phá hủy không ra được lực lượng chiến đấu của mình, chỉ có thể là bị động bị đánh. Không thể nghi ngờ, cái này một chút Phú Nhị Đại là bởi vì sợ chết mới làm ra như thế cái đồ vật. Nhưng muốn cho Tam Thập Tam Thiên Dực vậy liền là quá không thật dùng, căn bản là không có cách nào thỏa mãn sự điều khiển của bọn họ yêu cầu. Được rồi, quyết định như vậy đi. Có điều chúng ta muốn ký kết đấu là thế giới khế ước, tránh khỏi người đổi ý. Nam Cung Linh lúc này con người hơi chuyển động, lập tức là đưa ra yêu cầu của mình. Có khả năng, La Miên Vũ không có lựa phần lưỡng lự, lập tức liền gật đầu đồng ý. Nhìn hắn đồng ý thoải mái, Nam Cung Linh mặt lộ ra vẻ vui mừng. Tiểu Sấy Ca, ta cảm thấy ngươi càng ngày càng rất là như vậy đó. La Miên Vũ cảm giác được sau lưng đau xót, không biết lúc nào Bạch Tố Tú đã đến phía sau của hắn, thăng hắn một cái. La Miên Vũ nói, các ngươi trước mang ta làm quen một chút chiếc chiến hạm này tình huống, sau đó chúng ta liền bắt đầu hành động. Là một tên ưu tú quan chỉ huy chiến hạm, tài tiếp nhận ra một chiếc toàn chiến hạm mới thời điểm đó. Đầu tiên cần phải làm chính là quen thuộc chiến hạm đủ loại số liệu, dạng này mới có thể đang chỉ huy ra quá trình bên trong điều khiển như cánh tay. Ký kết khế ước bắt đầu chiến hạm quen thuộc, La Miên Vũ một bên quen thuộc chiếc này bắt chước ngụy trang chiến hạm, một bên trong lòng âm thầm chửi bậy, cái này một chút Phú Nhị Đại, thật sự là có tiền không chỗ tiêu, lái tự động hệ thống, tự động định vị hệ thống, tự động nhắm chuẩn hệ thống, tự động khóa chặt hệ thống, tự động hệ thống SADA, tất cả hệ thống chỉ đều là nếu như có thể thông qua điện thử hoàn thành, hết thảy đều là tự động, đây tuyệt đối là làm hiền phú thấy qua, tự động hóa cao nhất là chiến hạm. Mà trên thực tế, mong muốn nhường chiếc chiến hạm đang chỉ huy bên trong phá hủy ra tác dụng lớn nhất, toàn bằng mượn tự động khẳng định là không được. Nam Cung Linh nói cho hắn biết, chiếc chiến hạm này bọn hắn đặt tên gọi là Tinh Cung, theo La Miên Vũ cái này gọi là đồ đần chiến hạm còn tạm được. Liền lúc trước nhắm vào trong bọn họ phóng thích xạ bắt lưới, đều là chủ não tự động phán đoán về sau làm ra quyết định, căn bản là cũng không có nhiều ít chỉ huy của bọn hắn. Nhưng chiếc chiến hạm như vậy cũng có một chỗ tốt. Cái kia chính là thao túng quá đơn giản, căn bản không cần bao nhiêu người, liền có thể nhường lớn như vậy một tàu chiến hạm hoàn toàn vận chuyển. Quen thuộc về sau, La Miên Vũ nhường Nam Cung Linh chọn lựa ra bọn hắn đám này Phú Nhị Đại bên trong đối với chiến hạm điều khiển thuần thục nhất vài người. Lại đem Tiền Lỗi, Lưu Phong, Bạch Tú Tú cũng mới làm Mộng Cầm xếp vào trong đến vị trí trọng yếu nên. Chương chiến hạm này tiếp quản xem như là cơ bản hoàn thành, đồng thời hoàn thành cố phe của mình chiến hạm tin tương kết nối. Chắc hàm bên kia liền nhờ người. La Miên Vũ chế định chương chiến thuần rất đơn giản, dụ đỉnh đi sâu ôm cây đợi thỏ. Lớp thực nghiệm tình chiến chiến hạm phụ tranh dẫm hấp dẫn kẻ địch, mà tinh cung chiến hạm thì là phụ tranh tiêu diệt kẻ địch. Tinh cung chiến hạm ưu thế lớn nhất ngay tại ở chỗ có thể sống dự trữ là thật nhiều, nhiều tới trình độ nào đâu. Toàn thể nguồn năng lượng dự trữ, ba quan kim loại hiếm dự trữ, còn có động lực lò phản ứng, cộng lại đại khái là lớp thử nghiệm tinh chiến hiện chiến hạm 30 lần. Không sai, liền chính là 30 lần, liền có thể nghĩ cái này một chút Phú Nhị Đại có nhiều tiền lại nhiều vô tri. Chiến hạm này bay chấm không chỉ là bản thân hình thể vấn đề, còn có liền là phụ tải quá lớn. La Miên Vũ hỏi Nam Cung Linh, bọn hắn lớn như vậy phụ tải coi như là thu được kim loại hiếm, làm sao trang bị? Sau đó thì Nam Cung Linh liền là hướng hắn biểu hiện ra một cái thẻ tích cơ hồ là tiếp cận vận mệnh chi hoàn không gian trang bị. Cái đồ chơi này cũng không phải là thế giới hiện thực hình thực chiếu tiến đến, mà là tại đấu là thế giới bên trong mùa. La Miên Vũ đều chẳng muốn nghe ngóng bao nhiêu tiền, ngươi lại khẳng định là con số thiên văn. Phú Nhị Đại thế giới, chúng ta không hiểu, La Miên Vũ trong lòng âm thầm lúc này chửi bậy. Lưu Phong đi đón trở về chính mình là thiên dực chiến cơ, mọi người gần một bước là quen thuộc lấy chiếc này tình cùng chiến hạm, mà Đinh Trác Hàm thì là đã tại thiên dực chiến cơ phối hợp xuống đi tìm đối thủ. 72 giờ khảo nghiệm thời gian cứ như vậy đã qua 2 giờ.
Tại nhiều khi, vũ trụ chiến đấu chiến thuật không cần quá phức tạp, trọng yếu nhất chính là hữu hiệu. Thường thường càng là đơn giản chiến thuật, chấp hành xông lên trên xác suất thành công ngược lại là sẽ càng cao, bởi vì không dễ dàng phạm sai lầm. Làm nhiệm vụ bạn hắn đối mặt với chỉ là như vậy một cái tình huống. Đinh Trác Hàm tại chiến hạm phương diện chỉ huy cũng là phi thường mạnh mẽ. Thời gian không dài, liên dân là hồi trở lại tới một cái cỡ nhỏ hạm đội. Không sai, liền là cỡ nhỏ hạm đội.